nó cập nhật mới hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà nói chung là tôi nghĩ là tôi nói thì cái lý thuyết này nó sẽ tốt cho các bạn thôi. Sau này kể cả các bạn làm back end hay làm front end thì đều phải tiếp xúc với nó cả. Rồi ok. Cho tôi mấy giây để tôi up cái video của lớp trước lên nhé. Rồi, đây là lớp PT, đây là buổi mười mấy không biết đấy, cái lớp này. Đâu nhỉ? Buổi buổi 12 ấy. Không, bọn này nó phải hơn rồi. Buổi thứ À ba rồi nhỉ? ok. Buổi 13. Con xem mình. Đây sao đây không sao được. Review. Đâu nhỉ? Ok. Đây chúng ta sẽ có cái phần như sau. JWP diagram. Em có cái hình nào mà nó dễ dễ nhìn không? Đây, ok. Để tôi mở cái Gembot ra thêm nhé. À mà chúng ta dùng Sketchbot thì cũng được. Sketchbot vẽ cho nó dễ nhìn. Đây như sau. Chúng ta khi mà làm dự án thật đấy thì nó sẽ có hai phía đúng không? Một là cái phía của server và một là phía client. Đây là phía client này. Là phía server này. Người dùng và cái con server của mình. Thì theo logic như này, bình thường nếu mà chúng ta vẫn làm cái web bằng Java, những cái Java, ví dụ Java Spring, MVC mà chúng ta vẫn đang làm á, thì cái logic làm web của chúng ta sẽ như sau. Thằng client này nó sẽ gửi một request sang thằng server này. Đây gửi request sang server. Được chưa? Thằng server này nó sẽ tiến hành là tương tác với database. Đó. Đây, tương tác với database. Cái mũi tên này là mũi tên hai chiều. Đâu nhỉ? Đây mũi tên hai chiều. Thằng server tương tác với thằng database để có thể là tương tác lấy dữ liệu ra, và sau đấy là nó sẽ trả ra cho thằng người dùng một cái screen. Screen. Đây, nó sẽ respond. Nó sẽ respond. Nó gọi là render. Render ra một cái view. Này gọi là cái view. Trong cái view này thì nó gồm cái gì? Gồm đơn giản thôi, HTML, CSS và JS. Và từ cái view này thì nó sẽ respond ngược lại cho thằng user ở trên máy tính. Đây, respond. Có biết các cái từ này nghĩa là gì không? Request là yêu cầu gửi lên, respond là trả về đúng không? Vâng, Còn vâng. render nghĩa là generate ra cái code HTML. Vì sao gọi là render? Ví dụ nhé, chúng ta có if else ở trong cái file view không? Có đúng không? Có vòng lặp ở trong file view không? Có. Có. Đấy, cấu trúc các file view thì đều đều dạng dạng như nhau, nhưng mà cái mục đích cuối cùng sau khi sử dụng những cái vòng lặp, sử dụng những cái câu lệnh rẽ nhánh thì nó đều là làm thế nào đấy để sinh ra cái file HTML, được chưa, và trả lại cho người dùng, được chưa. Đây là cách làm theo kiểu dạng cũ. Đây là cái phương thức làm web này thì cá nhân tôi gọi đây là làm web view. Web view, đây là cách làm web cũ. Còn bây giờ thì người ta sẽ làm như nào? Nếu mà chúng ta đã học cái môn front end framework này rồi, chúng ta sẽ làm nó như thế này. Thì sẽ như sau. Vẫn là hai thằng của nợ này.
Đây gọi, chúng ta gọi nó là user thì đúng không? Thôi thì cứ gọi là client đi. Vẫn là hai cái thành phần đấy. Được chưa? Nhưng mà bây giờ từ từ tôi giải thích thêm một chút ở đây nữa. Tiếp theo á, tức là khi mà thằng server này trả về cho người dùng một cái view HTML CSS rồi, thằng này gửi cái request thứ hai. Nó lại gửi cái request thứ hai sang. Đây. Cái request này tôi gọi là request 1. Được chưa? Cái request dưới này tôi gọi là request 2. Request 2 này nó sẽ diễn ra khi nào? Khi mà thằng này nó bấm vào một cái thẻ A hay là nó bấm vào một cái form, submit cái form này lên. Đúng không ạ? Thì nó sẽ gửi một cái đường dẫn nữa lên con server này và lại làm lại cái việc này. Thì trong các cái quá trình respond ấy, trong các cái quá trình respond thì mỗi một lần respond trả về cho cái trình duyệt người dùng á, thì nó sẽ phải, cái trình duyệt của chúng ta nó sẽ phải chịu tải là gì, nó sẽ phải tải tất cả những cái file CSS, JS, ảnh từ phía server này về trên cái trình duyệt để người dùng nhìn thấy. Mà các bạn biết rồi, bây giờ càng ngày người ta yêu cầu web càng càng phải đẹp, càng phải nhanh, đúng không ạ? Do đó là mỗi một lần tải về như vậy, lần nào cũng phải tải về các cái file ảnh, các cái file JS, các cái file CSS. Mà các bạn biết là trong một cái trang web bình thường nó đâu có phải là ít code JS đâu. Đặc biệt là code JS nó không ít đâu. Nó rất là nhiều, các thư viện bây giờ nó tán vào rất là nhiều, dẫn đến cái việc là cái người dùng của người ta phải chờ khoảng mấy giây để có thể là nhìn hết toàn bộ nội dung của cái website. Được chưa? Dẫn đến cái trải nghiệm của người dùng nó không được tốt. Đó. Thì dẫn đến là bây giờ người ta sẽ làm theo cái dạng thứ hai. Là người ta sẽ làm cái dạng là single page application. Là chính là những cái mà chúng ta đang làm bây giờ. Thì đây. Thì khi mà thằng cái cách này thì nó cũng giống như vậy thôi. Nó giống như cái kia nhưng nó hơi khác một chút. Khác ở đâu? Cái request lần 1. Request 1 gửi đến server. Thì server cũng sẽ là database. Được chưa? Server nó cũng sẽ làm việc với database. Đó, để lấy dữ liệu. Và sau đó cái thằng của nợ này lại render ra một cái file HTML, CSS và JS. Và cái file này sẽ gửi về cho thằng client. Được chưa? Vẫn mong đợi như thế. Nhưng mà cái việc gửi về cái file HTML, CSS, JS này nó chỉ diễn ra một lần duy nhất thôi. Đây là cho cái này là cho request 1. Cái này là cho request 1. Đó. Bắt đầu từ request số 2. Đây. Đây. Bắt đầu từ request số 2. Thì người dùng không trực tiếp, tức là cái trình duyệt của chúng ta nó không trực tiếp gửi cái request này đi nữa. Được chưa? Người dùng không trực tiếp gửi request này đi nữa. Mà sẽ là gì? Người dùng tương tác, tức là tạo các event. Ở trên JS, ở trên code JS ở màn hình. Được chưa? Khi sự kiện xảy ra ở trên code HTML rồi thì cái code JavaScript đây nha, đây event xảy ra này thì code JavaScript nó chạy đúng không? Event thì chỉ có code JavaScript mới chạy thôi, đúng không ạ? Ví dụ người dùng bấm vào một cái nút hay người dùng hover vào một cái ảnh hoặc là người dùng bấm vào một cái thẻ trên menu thì chúng ta không gửi request HTML nữa mà chúng ta sẽ chạy một cái sự kiện trong code JavaScript. Thì thằng JavaScript này bây giờ nó mới là cái thằng gửi request lên này. Thằng này nó mới là cái thằng gửi request lên server. Được chưa? Không phải là thằng trình duyệt đâu nhá. Mà là cái thằng JavaScript này mới là cái thằng gửi request lên server. Server lại tương tác với database và trả về cho nó một cái response. Nhưng mà response này là cái gì? Nó response ra cái gì? Thì chúng ta phải xem. Đây nó sẽ respond ra cái này. Mày. Đây nó sẽ respond ra cho thằng này một cái file JSON. Đây.
server này trả về response một file JSON. Respond một cái file JSON cho thằng JavaScript này. Và tiếp theo đấy, thằng JavaScript này nhận được cái file JSON rồi thì nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ đây, nó sẽ train, nó sẽ thay đổi cái file HTML, thay đổi cấu trúc file HTML. Được chưa? Thì bây giờ cái request bắt đầu từ cái request số 2 cộng này lên trở lên thì nó vì sao người ta lại làm được kiểu này. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy cái request, cái cách làm cũ như cái cách làm web view cũ này. Cái cách này mỗi một lần thằng server này trả về cho người dùng á, nó không khác gì các bạn đánh nguyên một cái xe tải. Ví dụ các bạn muốn xây nhà chẳng hạn, các bạn đánh cái xe tải lên nhà máy gạch, các bạn mang và thồ cả toàn bộ tất cả gạch đá ngói các thứ kiểu về nhà các bạn xây nhà. Các bạn muốn sửa sang một cái gì đấy, các bạn lại đánh cái xe tải đấy lên trên nhà máy gạch, các bạn lại tải một cái xe tải nữa về. Các bạn thấy là nó sẽ rất là nặng nề, đặc biệt là chịu tải rất lớn cho cái đường truyền mạng cũng như là cho cái trình duyệt của các bạn. Được. Tức là cái đoạn render ra này và trả về này nó rất là nặng. Nó bao gồm rất là nhiều file, rất là nhiều nội dung. Bây giờ các bạn hãy thử tưởng tượng một cái file JavaScript, nếu mà cái file jQuery ấy, mà nó không minify lại, nó không nén lại thì các bạn biết nó dài bao nhiêu dòng không? Đã bao giờ mở ra xem thử chưa? Nó cỡ như kiểu giống như cái hôm lâu hôm nén thì nó như thế. Đúng rồi. Cái file jQuery nếu mà trong trường hợp các bạn không nén nó vào, nó dài 1760+ dòng. Đấy chưa? Chỉ có một cái thư viện jQuery rồi đấy, chưa tính các thư viện khác. Đó. Dẫn đến cái việc là cứ mỗi lần trình duyệt tải cái trang nội dung HTML mới về thì cái trình duyệt nó sẽ phải đồng thời nó tải các cái thư viện về, nó rất là nặng. Được chưa? Không khác gì cái này nó là một cái cục gạch, là cả một cái xe tải gạch nó thổ về đây cho thằng này xem. Được chưa? Nhưng với cái phương pháp làm single page application của chúng ta thì nó có cái gì khác? Cái cách này nó có cái gì khác? Đầu tiên, cái request đầu tiên của thằng client gửi lên thì nó đúng là nó thổ về một cái xe tải gạch thật. Nó sẽ rất là nhiều dữ liệu nó tải về. Nhưng mà tải một lần. Sau đấy muốn làm gì á? Ví dụ cái thằng này nó là xây một cái nhà, lần đầu tiên thì nó cũng tải một xe tải gạch về này. Lần thứ hai nó sửa cái nhà vệ sinh, nó cũng tải một xe gạch về này. Lần thứ ba nó chỉ sửa mỗi cái hiên ba viên gạch thôi, nó cũng phải đánh xe tải đi, nó tải về. Nhưng mà với cái cách làm thứ hai này thì sao? Lần đầu tiên đi nó tải mẹ nó hết tất cả mọi thứ về. Bây giờ lần thứ hai nó muốn sửa cái nhà tắm thì nó chỉ là gửi lên server: mày ơi, sửa nhà tắm như nào? Thằng server sẽ trả lời nó: mày lấy cái viên này mày đặt vào kia, tao lấy vỡ như này, nhắm xuống dưới, dí viên gạch lên và đắp 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 đắp. Tức là nó chỉ gửi cho thằng này một cái bức thư thôi. Bức thư đấy có thể mô tả là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Thì các bạn sẽ bây giờ sẽ phải compare giữa mỗi một lần gửi đi gửi lại là một cái xe tải đánh đi đánh lại. Bây giờ thằng này nó chỉ gửi có mỗi một cái bức thư. Gọi điện cho thằng này sẽ trả lại cho thằng này một cái bức thư. Và các công việc nó sẽ diễn ra ở phía client luôn. Thằng nào sẽ nhanh và gọn hơn? Thằng nào? Chắc chắn là cái phương án này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Bởi vì cái dữ liệu truyền tải giữa hai bên, bên này và bên này, tất cả mọi thứ đều là message. JSON mà. JSON thì nó đơn giản, nó là cái text string thôi, dạng string thôi. Và nó chỉ chứa duy nhất dữ liệu. Còn cái thằng này, cái thằng ở trên này thì nó chứa cả ảnh này, cả đường dẫn ảnh này, cả file CSS này, cả file JS này, cả các thư viện ABCXYZ. Còn chưa tính iframe các thứ các kiểu. Mà những cái thứ đấy nhiều khi các bạn vào các trang web, các bạn nhìn thấy những cái quảng cáo thì các bạn load một lần thì có bao giờ nó thay đổi không? Đây nhá, ví dụ này. Đây, ví dụ như cái quảng cáo này. Và cái quảng cáo này. Có mấy khi nó thay đổi không? Không đúng không? Đúng chưa? Lần này tôi vào cũng vậy và lần sau tôi vào nó cũng thế. Đây, cái này vẫn thế này.
chẳng qua nó chỉ đổi đổi tí hình thôi, đúng chưa? Thế vậy thì tại sao không phải là nếu mà vẫn là cái quảng cáo ở chỗ đấy thì kệ nó, đừng động đến nó nữa, nó tải đã tải về rồi thì cứ kệ mẹ nó, nằm đấy đi, mình chỉ thay đổi những cái phần nào mà cần phải thay đổi thôi, hiểu chưa? Thì đấy là lý do, cái thứ nhất là lý do vì sao phải sinh ra cái JWT, à quên nhầm, sinh ra cái SPA, tức là cái mà chúng ta đang phải làm ạ, được chưa, là cái single page application. Vì sao chúng ta phải học cái môn này để làm được cái mô hình này, được chưa? Tôi đang giải thích lại từ đầu cái môn này cho các bạn, ok chưa? Tiếp theo sang bước thứ hai. Thế bây giờ ok, tất cả mọi người đều đồng ý với nhau là chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình SPA này để làm web, được chưa? Nhưng mà bây giờ nó lại phát sinh ra một cái câu chuyện khác, đó là cái trong câu chuyện login. Thì làm thế đếch nào để tôi biết là cái thằng JavaScript này nó gửi lên đây, lên đây mà nó, cái thằng JavaScript nó có phải của tôi hay không, cái website này có phải của tôi sinh ra để nó gửi lên đây không, liệu cái thằng này nó có thể là nó bị nó spam tôi thì làm nào, đúng không? Đây nhá, ví dụ như sau, tôi có một con server API. Đây, con này là con server API. Như nào gọi là một server API? Server API nó là nó cái thằng này ấy, nó chỉ trả ra JSON này, nhận request cái dạng gì? Get, post, put, delete, option, tức là tất tần tật. Tóm lại là có những cái loại request nào do thằng này định nghĩa ra thì nó nhận hết, và các cái đường dẫn, các đường dẫn được định nghĩa sẵn đó, nó nhận nhận hết. Ở đây tiếp theo nó sẽ tương tác với database, được chưa? Và nó trả ra cái gì? Trả ra một file JSON đó, mỗi thế thôi. Đây là cái server API. Nhưng mà bây giờ nếu mà các bạn không có cơ chế nào để bảo vệ nó nhé, nếu mà không có cơ chế nào bảo vệ nó thì nó có thể sập bất kỳ lúc nào, nó có thể sập luôn. Vì sao sập? Các bạn, tôi vừa hôm trước tôi show cho các bạn cái file, à, cái phần mềm là cái Postman đúng không? Cái này đã nhìn thấy bao giờ chưa? Cái này đã nhìn thấy bao giờ chưa? Cái phần mềm này Tôi này. đã xem một lần rồi. Show rồi đúng không? Rồi. Cái này nó code bằng JavaScript đấy. Này hoàn toàn code bằng JavaScript đấy. Thì nó có thể lấy được dữ liệu đúng không? Gửi được request đi đúng không? Đúng chưa? Bây giờ các bạn hãy thử tưởng tượng này. Tôi dùng code JavaScript, tôi gửi cái request này lên trên cái server này 5 triệu lần một ngày. Có được không? Tôi cứ dùng vòng lặp thôi. Vòng lặp quay chu. Có được không? Kết luôn Cái này đấy. mới chỉ có một mình thôi nhá. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi chỉ bảo, tôi mở mồm tôi bảo là thằng nào ở lớp PT14303 copy cái đoạn code này của tôi và chạy ở trên trình duyệt của mình, chạy hết một lớp thì tôi cho thêm 2 điểm assignment, các bạn có chạy không? Có đấy. Hay chạy ngay chứ đúng không? Và cực kỳ nhiều các request, mỗi thằng gửi 5 triệu lần cơ mà một ngày. Bây giờ lớp mình có khoảng 30 đứa đúng chưa, 35 15 đúng chưa, là 1 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ bao nhiêu lần đấy một ngày, nhân với cả tháng, server này liệu nó có chịu được không, chịu có mắt? Ngày trước tôi với mấy thằng bạn hồi học đại học đã từng ngồi nghịch thử rồi, chúng tôi cũng làm một cái local host giống như chúng ta làm Java bây giờ ấy. Java bây giờ Java 5 chúng ta làm được server rồi đúng không, vào chung một cái mạng LAN, tức là làm một cái network nhỏ nhỏ vào chung một cái mạng LAN, lấy máy một thằng ở trong đội đấy làm server, sau đó 3 thằng còn lại ngồi cứ vào cái đường dẫn của nó ngồi enter, được khoảng mấy mấy phút thì nó sập mẹ máy chết luôn đấy. Đấy gọi là đi đốt đấy. Là tấn công, tức là cứ gửi request liên tục, và cái máy chủ này nó nhận request liên tục và nó phải xử lý.
xử lý đến một cái lúc nào đấy mà cái bộ nhớ RAM hay là cái CPU của nó không chịu nổi nữa thì nó bị overload cái máy tính, dẫn đến nó bị sập. Được chưa? Đấy là cái nguy cơ đầu tiên nếu mà chúng ta không bảo vệ cái server API. Nguy cơ thứ hai là gì ạ? Là bởi vì các cái hệ thống làm project ấy, thì người ta đều có thống kê cả. Vì sao có thống kê? Bởi vì các hệ thống đều sinh ra để làm việc cho một cái business nào đấy, chứ không phải là tự nhiên thích thì tao làm, tao không cần tiền, tao chỉ thích thì tao làm, không có chuyện đấy. Do đó họ cần phải phân loại người dùng. Ví dụ vì sao các bạn thấy là cái bọn Facebook ấy, bây giờ nó cho Việt Nam vào blacklist, bởi Việt Nam chạy bùng tiền quảng cáo Facebook quá nhiều đó. Hay là các cái game online nó cũng rất ngại bọn Việt Nam vào, bởi vì bọn Việt Nam hay dùng tool và hay cheating. Vậy tại sao nó lại detect cho là à, hóa ra bọn Việt Nam là nó không theo dõi thì làm sao biết được, đúng không? Trung Quốc nó cũng hay dùng mà sao nó không cấm này? Thị trường đông dân à? Bởi vì ví dụ như Việt Nam thì có 1 triệu thằng chơi thì 1 triệu thằng đều cheat. Trung Quốc thì nó có 5 triệu thằng chơi nhưng chỉ 1 triệu thằng cheat thôi. Em hiểu vấn đề không? Đấy, nó khác nhau thế thôi. Được chưa? Đấy, thì nó tóm lại tôi đang quay lại cái câu chuyện là người ta phải phải detect ra các cái hành động của người dùng. Nếu mà có một số lượng request vào quá lớn mà tôi ok, tôi máy máy của tôi cái phần cứng nó chịu được, nhưng mà tất cả những cái thằng đấy vào nó chẳng đem lại cái lợi ích gì cho tôi, thì tôi cũng phải tìm đường tôi chặn bớt nó đi. Một là nó gây hại, hai là tôi phải chặn bớt nó đi để cho nó đỡ tốn cái tài nguyên của tôi, đúng không? Thì sao ạ? Thì chúng ta không có cái, một là nếu mà chúng ta không có biện pháp bảo vệ thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái dữ liệu chúng ta thu thập lại ấy, tức là hoàn toàn có thể là một website nào đấy một ngày có 1 triệu lượt request vào nhưng mà nó chẳng đem lại cái lợi ích kinh tế gì cả, làm nó để cho vui, thì như vậy thì cũng chẳng ai duy trì, đúng không? Dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta phải tìm cách nào đấy để bảo vệ cái con server của mình này. Những cái thằng mà được phép vào thì mới vào, còn những thằng không được phép vào thì thôi đi ra ngoài, đẩy ở trong 404 nó vào thế xong, được chưa? Sập này, và cái dữ liệu thu thập được không chính xác. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bảo vệ thằng này như nào? Đây tôi kéo thằng này lùi lên đây một tí thì cho nó thoáng mắt. À quên nhầm, cho bên này. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta bảo vệ nó như nào? Thì ví dụ như tôi sẽ có một cái client, một cái web browser ở đây. Được chưa? Hay là tôi có một cái điện thoại ở đây. Hay máy tính bảng được, tablet. Hai cái thiết bị này đều là hai cái thiết bị làm sao có thể giúp chúng ta làm gì? Gửi request lên server được, đúng không? Máy tính bảng có thể gửi được lên đây không? Gửi request lên đây được không? Có hay không? Có. Có chứ. Điện thoại anh gửi được mà. Đây điện thoại này, iPhone đấy. Phone, smartphone. Không chơi với stupid phone. Chưa? Gửi được đúng không? Đây toàn là những cái thiết bị mà có thể gửi request lên server. Được chưa? Thì bây giờ mỗi cái trình duyệt này nó gửi request lên đây. Request lên đây. Thì thằng này sẽ phải trả về, nó sẽ phải respond. Mẹ. Đây, thế vậy tôi viết như này nhá. Tôi sẽ viết cái hình này là hai đầu. Ở trên là request, ở dưới là respond. Mẹ. Được rồi. Phải có cái đường dẫn thứ hai. Đây, tôi sẽ respond nó ra. Nó sẽ respond. Nhưng mà tức là nếu mà chúng ta vào phần quản trị, chúng ta muốn có thể là quản lý được dữ liệu trong One Server này, này. Respond thì thằng này nó phải khai báo cho cái thằng server này này, tao là ai? Đúng không? Tao có phải là người có tài khoản của mày hay không? Thì cái request này nó gửi đi nó phải có cái gì ạ? Nó phải có thông tin về email, nó phải có thông tin về mật khẩu. Đúng không? Phải này không? Đúng chưa? Làm cái việc đăng nhập ấy.
để định danh tôi là ai ấy. Đúng không? Phải gửi email, ví dụ Vâng. vào chức năng login chẳng hạn thì chúng ta phải có email, phải có mật khẩu gửi lên đây để thằng này nó biết à, cái thằng trình duyệt bên này ấy, nó gửi cho mình cái request này là nó là người của mình ấy, nó không phải là thằng bậy bạ nó vào nó phá. Được chưa? Thì thằng này nó sẽ dựa vào email và password để nó định danh được thằng nào là thằng đang dùng, thằng nào đang đang gửi request cho tao. Đúng chưa? Thì khi đó, khi đã xác định được thằng này là ai rồi thì cái thằng server này nó sẽ sinh ra, nó sẽ generate ra một cái gọi là cái JWT. JWT. Cái JWT là gì? JSON Web Token. Đây, cái này JSON Web Token. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của nó là như vậy. Đây, JWT là gì? JSON Web Token. Được chưa? Thế vậy thì cái JSON Web Token này là cái đếch gì? Cái này nó cái gì? Nó đơn giản lắm, nó là một cái JSON object trong đấy chứa chứa một cái mã. Một cái mã được mã token được mã hóa, trong cái mã đấy nó chứa cái gì? Nó chứa thông tin của cái người vừa vừa mới gửi email và password lên đấy. Được chưa? Và tất nhiên sau khi tôi gửi cái mã này về cho thằng thằng browser này, cái JSON JWT này nó được mã hóa hai chiều. Nhớ nhá, các bạn đã bao giờ nghe đến mã hóa một chiều và mã hóa hai chiều chưa? Nghe rồi chưa? Chưa. Chưa. Ví dụ như MD5 á, MD5 hoặc SHA-1 đấy, nó là cái thuật toán mã hóa một chiều, tức là mã hóa rồi không thể giải nén ra được, không thể giải giải mã ra được. Được chưa? Hiểu không ạ? Tức là nó chỉ có chiều chiều mã hóa đi thôi, nó ra một cái đoạn đoạn mã mình chẳng hiểu mẹ gì cả, cầm cái đoạn mã đấy về mình cũng không biết là cái mật khẩu cái chuỗi gốc của nó là gì, làm sao để nó dịch ra được cái chuỗi gốc mình không biết được. Được chưa? Đấy là cái loại mã hóa một chiều thì nổi lên là có thằng MD5, có thằng SHA-1. Được chưa? Và bây giờ nó còn nhiều cái nữa mã hóa một chiều. Nhưng mà có một cái loại mã hóa nữa là loại mã hóa hai chiều, tức là tôi có chuỗi ABC, tôi cộng thêm, tôi dùng cái hàm của nó, tôi cộng thêm một cái đoạn muối, người ta gọi là xôn muối, tôi ném vào trong cái hàm mã hóa hai thứ, một là cái chuỗi mật khẩu, hai là cái xôn kia, thì tôi generate được một cái đoạn token mà người ta nhìn thấy chẳng hiểu con mẹ gì. Sau đó tôi cầm cái đoạn token đấy tôi đưa cho thằng khác và tôi gọi điện cho nó, mày ơi muối cái stone nó là 1 2 3 4 5, thì cái thằng thứ hai á nó nhận được cái stone là một này và cái đoạn mã hóa cái đoạn token kia là hai, nó hoàn toàn có thể dịch ngược được từ hai cái đấy, nó dịch ngược ra cái chuỗi 1 2 3 ban đầu tôi mã hóa vào. Đấy là mã hóa hai chiều, được chưa? Tức là mã hóa thành một cái chuỗi mà không ai hiểu và có thể dịch ngược cái mã không ai hiểu kia thành cái chuỗi có ý nghĩa, thì đấy là mã hóa hai chiều. Được chưa? Thì ở đây thằng này nó sẽ gửi cho cái thằng browser này một cái JWT. Thằng browser này nhận được thì nó sẽ tiến hành lưu trữ, nó sẽ lưu trữ vào trong một trong cái phần một cái công cụ nào đấy nằm ở trình duyệt, thì đa phần nó là session storage hoặc là local storage. Mà chẳng có hoặc đâu, đa phần là hai thằng này. Có biết cái này là cái gì không? Hai cái này này. Đã nghe hai cái này bao giờ chưa? Nghe rồi. Nghe ở đâu? Ý nghĩa của nó là gì? Không nhớ à? Em nghe trong game. Sao lại game lại có cả cái này? Vâng, trong trong game có thì ạ. Nó như Đây một cái nhá. server ấy. Không phải server đâu, nó không phải server đâu, đây này. Em vào trình duyệt, bất kỳ trình duyệt nào cũng có, vào phần này này, application này, đây. Trong trình duyệt nó có bộ nhớ riêng của nó nhá. Chúng ta có những cái dữ liệu có thể nhớ được ở trên trình duyệt là gồm những cái gì? À, cookie này, đây cookie này, biết cái cookie này rồi đúng không? Biết không? Biết rồi ạ.
Biết cookie rồi tôi không giải thích nữa. Cái thứ hai là local storage và session storage. Được chưa? Hai cái này thì về cơ bản nó khá là đơn giản. Nó chỉ là dạng là key và value. Set cookie cũng thế đúng không? Cookie này nó cũng chỉ là key và value thôi. Được chưa? Nhưng mà nó lưu theo domain này, nó lưu theo cái path này, nó lưu theo những cái nó có thời gian kết thúc, expire time. Được chưa? Ví dụ chúng ta đăng nhập vào Facebook, chúng ta đăng nhập vào một cái trang web nào đấy, cho tích vào là remember me thì nó sẽ nhớ cái tài khoản của chúng ta trong vòng 15 ngày. Được chưa? Thế vậy làm sao nó làm được cái việc đấy? Đơn giản thôi, nó tạo ra một cái cookie với cái name là ví dụ như là auth token, nó lưu cái token này vào đây. Ví dụ hôm nay tôi đăng nhập là ngày 20 tháng 4 thì nó sẽ có expire time này là expire date này là 2020/05/15. Được chưa? Tức là nó lưu từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng sau. À đâu, ngày mùng 5 tháng sau là 15 ngày. Thì mỗi một lần tôi vào trong cái website này thì nó sẽ đọc theo cái name của thằng thằng cookie này và nó lấy được cái token ở bên này. Dựa vào cái token đấy nó sẽ biết tôi là ai. Được chưa? Nó biết tôi là ai, nó cho tôi đăng nhập vào luôn. Tôi không phải đăng nhập lại lần nữa. Được chưa? Nếu mà hết 15 ngày thì chắc chắn là cái cookie, cái name này nó không còn tồn tại nữa. Nó không tìm được cái token ở trên trình duyệt. Đúng không ạ? Thì nó sẽ bắt tôi đăng nhập vào và nó redirect sang cái trang login và tôi lại phải làm lại từ đầu cái việc login kia. Đúng không? Thì đấy là cái cách login và lưu trữ cái token login bằng cookie. Còn với local storage và session storage như nào? Thì như sau. Hai cái thằng này nó đều có dạng là key value. Được chưa? Đây, key đây, ví dụ như là auth token. Token. Đó, value là 123 123, XYZ gì đấy, như này lung tung như này, xong. Được chưa? Thế vậy thì và bên này nó cũng thế thôi, nó cũng dạng key value thôi. Và toàn bộ value đều nó đều chuyển sang dạng là chuỗi string. Được chưa? Thế vậy hai thằng này khác gì nhau? Thằng session storage ấy. Session storage nhá. Session storage nó sẽ có thời gian tồn tại trên cái trình duyệt này này, tức là hết một phiên làm việc chúng ta tắt máy đi hoặc chúng ta không còn kết nối từ cái trình duyệt này lên server nữa thì dữ liệu ở trong session storage này, đây dữ liệu trong session storage này sẽ bị xóa đi, sẽ bị xóa đi luôn. Ví dụ nó lưu cái gì đúng không, ví dụ như nó lưu về là cái ngôn ngữ bạn đang chọn khi mà vào website của tôi. Ví dụ tiếng Anh, mặc định ngôn ngữ của tôi là tiếng Việt nhưng mà do bạn chọn tiếng Anh thì tôi lại tạm thời tôi lưu cái ngôn ngữ tiếng Anh của bạn vào đấy. Để lần sau khi mà bạn gửi request lên thì tôi đọc ở trong cái trong à, bạn gửi cùng với lại cái session storage này gửi lên là tôi có cái bạn đang chọn cái thông tin là tiếng Anh, ví dụ thế. Được chưa? Hoặc là nó detect ra được là đây này. Bạn vừa đọc cái tin gì? Đây, từ ô xin trở thành người giải cứu phụ nữ bạo hành này, tiếp theo này Đặng Thị Hương cô bé ô xin gì gì đấy, bạn nhìn thấy cái này không, nhìn thấy cái đoạn này không, cái đoạn này là cái gì, cái đoạn này là cái bài báo mà tôi vừa mới đọc xong, hiểu chưa? Thì để làm gì, để lần sau khi tôi vào thì nó biết được là à thằng này trong ngày hôm nay nó đã đọc cái gì thì nó sẽ có thể là xuất hiện những cái bài báo ở trong cái chuyên mục tương tự để nó show lên cho tôi nhìn đấy, tôi thấy là nó có liên quan đến cái bài tôi đọc thì nó sẽ hiển thị lên những cái bài mà tôi có khả năng tôi đọc để tôi bấm vào, nó nhử tôi để tôi bấm vào. Quan hiểu cái logic của phần này không? Đâu rồi, hay buồn ngủ quá, ngủ mẹ hết rồi Có ạ. Nhưng mà sao đó. nó biết được hả thầy? Ô sao không biết, tôi bấm vào thì nó biết chứ. Không, ý em là sao nó biết được những bài báo liên quan đến bài báo đấy ạ? Ô chẳng cần trí thông minh nhân tạo nào, chẳng cần data mining gì cũng biết. Ví dụ cái bài báo mà ở đây nó có này, bài báo đây này, từ ô xin trở thành người giải cứu phụ nữ bị bạo hành đúng không, cái bài báo này nằm trong chuyên mục xã hội với cái tag là ô xin giải cứu phụ nữ bị bạo hành, đã đủ cơ sở để lấy ra những cái bài tương tự chưa?
Tôi thấy nhưng mà cái này là người ta là thằng lập trình nó lập trình ra cái này, hay là thằng web nó làm cái việc này ạ? Hay là cái thằng nó gì ạ? Em đang muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi cái việc lưu trữ này hay là việc hỏi là làm thế nào để lấy ra được những cái bài bài liên quan? Cái việc nhận lưu trữ này ạ. Cái lưu trữ ở trong local storage này, à, session storage này hả? Vâng. Cái này là thằng client làm, tức là thằng làm front end làm đấy. Vâng. Được chưa? Thế Đấy. là khi mình làm một cái mình như thầy bảo là mình vào một cái bài báo ấy, thì khi 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 mà mình đăng nhập lại vào cái trang web của mình làm ấy, thì nó sẽ hiện ra những cái bài báo tương tự như thế hay là thế nào? Không, với cái ví dụ này nhá, với cái ví dụ chúng ta đang đang nói đến cái ví dụ là nó sẽ dựa vào lịch sử truy cập của chúng ta để nó lấy ra những cái bài báo tương tự với những cái bài báo chúng ta đã từng đọc, để nó câu nó như chúng ta đọc tiếp những cái bài báo ở trang của nó, đúng không? Vâng. Thì cái thứ nhất câu hỏi của bạn là ai làm cái này, ai làm cái việc lưu trữ ấy, thì là thằng front end, được Vâng. chưa? Còn câu hỏi thứ hai, làm sao nó biết mình vào, đúng không? Dạ. Thì bạn đã bấm vào link của nó thì làm gì mà không làm được. Bạn đã bấm vào link của họ, vào một cái đây, ví dụ vào cái này, à nhầm, đây vào vào cái này, thì đây thì nó biết được bạn đang đang vào đâu còn gì nữa, đúng không? Vâng. Và JavaScript nó có thể tương tác cực kỳ tốt với session storage và local storage. Đây này, tôi vừa vào đây này, đây là bài báo tiếp theo à, đấy, thấy chưa? Vâng. Thì nó cứ thế nó lưu thôi. Và đến bao giờ tôi không, tôi tắt máy đi, tôi sang ngày, tôi tắt máy đi, tôi không không vào làm, là không không đọc ở trên trang này nữa, hoặc là hết ngày hôm nay, một là tôi tắt hẳn máy của tôi đi, thì cái này nó sẽ biến mất, được chưa? Đấy Vâng. là cái thời gian tồn tại của session storage, nó sẽ tồn tại cho đến khi nào mà máy hoặc là trình duyệt của tôi bị reset, được chưa? Rồi, còn local storage nó sẽ làm gì? Ví dụ như đây, tôi vừa mới chế chế cái gì vào đây nhỉ? Đâu nhỉ? Chẳng biết vứt mẹ đâu rồi. Đây, thế vậy thì thằng session local storage nó khác gì so với thằng session storage? Local storage thì như sau. Những cái dữ liệu dạng key value được lưu trữ ở trong local storage ấy, thì nó tồn tại ở đây vĩnh viễn, nhớ nhá, nó tồn tại ở trên trình duyệt vĩnh viễn cho đến khi nào, cho đến khi nào chúng ta viết code để xóa cái dữ liệu ở trong local storage đi thì thôi, hiểu không? Nhớ nhá, nó tồn tại vĩnh viễn, tức là nó luôn luôn ở đây khi mà nó đã được set giá trị. Ví dụ như Google Experiment Mode 28 này, giá trị là 707 này, nó đã được tạo ra rồi thì nó tồn tại ở đây vĩnh viễn luôn, nếu chúng ta không xóa nó đi, hoặc chúng ta dùng code JavaScript để xóa cái này đi. Nếu mà không xảy ra hai cái việc vừa rồi thì nó sẽ tồn tại ở đây cả đời cho đến khi nào các bạn vứt cái máy này đi, hoặc là các bạn không bao giờ dùng cái trình duyệt Chrome này nữa. Đã hiểu cái sự khác nhau giữa session storage và local storage chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. Thế vậy thì bây giờ cái JWT này các bạn nghĩ nó sẽ tồn tại ở đâu? Cookie, local storage hay session storage? Theo các bạn, nó đặt ở đâu thì hợp lý? Cookie nào? Không, JS làm việc cực tệ với cookie. Hình như tôi không nhớ là hình như JS là không set và get được giá trị của cookie sao? JavaScript get cookie. À, làm được. Làm được, làm được. Set cookie cũng được. Cookie là một giải pháp. Thêm một cái giải pháp nữa ở đây. Dạ, nó có thể lưu trữ cả trong local storage, cả session storage, cả cookie. Lưu ở đâu phụ thuộc vào cái thằng technical leader của các bạn mong muốn để đâu và tương tác với nó như thế nào. Được chưa? Thế vậy nó lưu cái JWT để làm gì? Có biết không?
lưu cái JWT làm gì? Để mỗi một lần sau cái thằng trình duyệt này gửi request lên, gửi request lên server này, thì bắt buộc phải gửi kèm cái JWT này để định danh. Đây là điều bắt buộc nhé. Sau khi gửi thông tin tài khoản hoặc là gửi request lên lần đầu tiên rồi, thì thằng này nó cần phải xác nhận xem là cái trình duyệt nó vừa mới gửi lên á, nó có phải là trong hệ thống của mình hay không, hay là nó còn đang truy cập vào trong cái nơi an toàn hay không. Nếu mà xác nhận được rồi thì nó sẽ sinh ra một cái JWT dựa vào thông tin của cái trình duyệt hoặc dựa vào thông tin của người đang đăng nhập. Nó trả về một cái JWT cho cái thằng trình duyệt này. Thằng trình duyệt này sẽ tiến hành lưu trữ. Sau đó khi trình duyệt nó bấm vào một cái thẻ A hay bấm vào một cái form hay thực hiện bất kỳ một cái hành động gì, thì thằng trình duyệt giao code JavaScript ở trên trình duyệt này, nó gửi lên, gửi request lên server để lấy data đúng không? Thì nó bắt buộc phải gửi kèm thêm cái JWT đã được lưu trữ ở đây thì nó mới lấy được data về. Chứ không thì không bao giờ lấy được data về. Thằng này sẽ trả về reject ngay, là mày không được phép vào trong cái trang của tao, trả thẳng về 403. Hiểu chưa? Như vậy nó sẽ ngăn chặn được rất nhiều các cái request mà không cần thiết lên. Ví dụ cái server API này của tôi chỉ để cung cấp cho cái mục đích là cái trang quản trị cho một cái công ty nào đấy, thì nó không chấp nhận cho cái việc là những cái thằng mà vô danh vào trong cái việc là lấy server API, được chưa? Thì chỉ có duy nhất cái request đầu tiên là request cung cấp username và password, cũng như là sinh ra cái màn hình login của nó, là nó không cần check về cái JWT rồi. Còn lại tất cả các cái API, các cái đường dẫn khác của nó thì đều yêu cầu khi mà ông đã gửi request lên cho tôi sẽ phải kiểm tra cái JWT của ông trước để tôi biết được ông là ai, ông có quyền vào những cái đường dẫn nào, được chưa? Chứ không cho phép gửi linh tinh lên. Thì đấy nó là cái cách bảo mật cho con server API này đầu tiên là JWT. Còn nếu mà các bạn muốn hỏi Java Spring làm thế nào để làm được cái JWT này, thì các bạn có thể search đây Spring MVC API JWT đây. Protect REST API with Spring Security and JWT. Nó viết hẳn trên Medium này luôn. Nó có hướng dẫn. Được chưa? Thì chúng ta có thể làm theo, đọc theo. Lâu lắm tôi không code Java nên mấy cái này tôi chẳng hiểu mẹ gì đâu. Được chưa? Thì đấy nó là cái khái niệm đầu tiên, cách bảo vệ cái API này đầu tiên bằng JWT. Được chưa? Đơn giản, cái cách này đơn giản lắm. Chỉ nó dựa vào một cái token gửi lên cho thằng này lưu trữ, và sau đấy tất cả các request gửi lên thì bắt buộc phải gửi kèm cái JWT này để thằng này nó biết à thằng nào đang làm cái gì, thế được, và nó có được phép làm cái việc đấy không, được chưa? Thì đây nó là cái cách bảo vệ cái server API này đầu tiên và cách cổ điển nhất, cách số 1 sử dụng JWT, được chưa? Có hình dung ra cái mô hình này không? Đâu hết rồi hay chẳng hiểu mẹ gì, hơi hơi rồi gì rồi, hơi hơi thế là được rồi. Tiếp theo cách số 2 là chúng ta sẽ sử dụng OAuth này. OAuth dạ. Hay cái cách này á thì chúng ta sẽ gọi nó là sử dụng App ID và App ID và App Secret. Nó giống như cái việc mà Facebook, bây giờ các bạn thấy là Facebook nó cho phép là các bạn tạo ra những cái ứng dụng, ví dụ như game, ví dụ như những cái quiz ở trên cái nền tảng của Facebook đúng không? Có nhớ đấy không? Chả có một thời gian mà nổi lên có cái trò gì mà bắn mấy con chim bay bắn này. Có, bây giờ vẫn đang còn rồi. Ừ đấy. Thì đấy là cái nền tảng, nhưng làm sao nó làm được cái việc đấy? Chính chúng ta cũng có thể làm được việc đấy. Thì cái logic của nó như nào? Đây tôi sẽ copy những cái đoạn cần thiết lôi ra ngoài. Đây. Đây, kéo lùi đây. Cách thứ hai là chúng ta không sử dụng JWT mà chúng ta sẽ sử dụng OAuth. Cái OAuth là cái mẹ gì? Thì cái logic của chúng nó sẽ như sau. Đó.
Đây kéo lùi kéo lùi đây đây nha, vẫn là những cái thiết bị này vẫn cứ gửi request lên server vẫn thế, chẳng khác đấy gì. Nhưng mà với thằng OAuth kia nó sẽ yêu cầu nghiêm ngặt hơn, nó sẽ yêu cầu ngặt nghèo hơn so với cái cách thứ nhất, đó là như sau. Đặc biệt cái này dùng cho cái này, dùng cho cả ba cái thiết bị này đều ổn. Đó là khi mà tôi bắt đầu ở trong cái database của thằng server API này, được chưa? Ở trong này tôi sẽ có một cái bảng, một cái table, một cái table ở trong này là OAuth cũng như là token ấy. Token trong này nó sẽ chứa cái gì? Nó sẽ định nghĩa ra các cái cột là ID này, app ID này, app ID này, sau đấy là app token này. Không nhớ chính xác các cái cột lắm, nhưng này như nó có ít nhất là ba thằng này. Để làm gì? Để khi mà tôi đăng ký app name nữa, đây app name, app name. Để làm gì ạ? Mỗi cái này nó có một cái giá, đây là cấu trúc bảng nhá, thì nó có thể sinh ra rất nhiều các cái app, rất nhiều các cái app ID và rất nhiều các cái app token khác nhau. Được chưa? Thì bây giờ để làm gì? Tôi hoàn toàn có thể viết được app trên điện thoại, viết được app trên tablet, hay là code app ở trên trình duyệt. Ví dụ sử dụng Angular hoặc sử dụng React. Được chưa? Thì bây giờ khi mà tôi thực hiện code, tôi thực hiện code, ví dụ tôi muốn phát triển trên nền tảng web chẳng hạn, thì tôi cung cấp cho thằng trình duyệt này. Đây tôi sẽ cung cấp cho cái thằng trình duyệt này. Đây tôi cung cấp cho nó. Đây tôi cung cấp cho thằng này. Tôi cung cấp cho cái thằng trình duyệt, cho cái thằng code JavaScript này một cái app. App ID mang giá trị ở bằng 1. Có app secret. Cái này gọi là app secret chứ không phải là app token. App secret. App secret bằng một cái đoạn mã ABC X. Được chưa? Đây là cái mã. Có khi mình thay hình. Cho mẹ đi. Đây. Cung cấp cho thằng này một cái mã. Được chưa? Thằng này là cái app trên điện thoại, tôi cũng cung cấp cho nó một cái mã. Mã của mày là 2. App secret là 123 y nữa đi. Thằng này viết cái này nó viết thẳng luôn ở trong trong một cái biến ở trong cái app này luôn nhá, là làm thành một cái biến dạng global luôn đấy. Ai thằng này ID bằng 3. Mình được chưa? Và tất cả những cái app ID này đều được lưu trữ ở trong cái bảng auth token này, ở auth device, auth app, ví dụ đấy, được chưa? Xong rồi sao? Xong rồi sao? Bây giờ mỗi một lần những cái thằng này gửi request lên, mỗi một lần thằng này gửi request lên, hoặc là lần đầu tiên tôi không nhớ lắm nhưng hình như là lần đầu tiên, thì cái thằng này ấy, gửi lên ấy, thì nó phải gửi kèm cái app ID, app secret. Thì các bạn hãy tưởng tượng là cái việc mà ví dụ đặc biệt là trong cái app trên Android hay trên iOS ấy, bởi vì code nó đã viết thẳng và nó đưa lên trên cái code native, tức là cái code của Android hay là code của iOS chẳng hạn, thì khi mà đưa lên App Store nó đã mã hóa rồi. Nó đã mã hóa code rồi, các bạn code Java các bạn biết đúng không? Để chạy được lên một cái phần mềm các bạn phải build nó xong ra, hoặc là để chạy web thì phải đưa firewall. Thì cái đấy nó đã mã hóa cái code của nó sang code code ở trên nền tảng rồi, đúng không? Do đó là để tìm được hai cái mã này nó rất là mệt. Đúng không? Rất là mệt. Còn thằng JavaScript thì dễ tìm hơn một chút, nhưng mà thực ra code JavaScript của chúng ta bundle vào rồi thì cũng rất là khó tìm. Nếu mà không biết cái từ khóa này.
Bởi vì đâu nhất thiết là người ta đặt là app ID, app secret đâu, người ta có thể đặt là một cái tên khác mà, làm sao chúng ta biết được. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành là mỗi một lần lần đầu tiên gửi lên cho thằng này thì nó phải gửi kèm hai thông số này. Đây, gửi kèm hai thông số này. Xong rồi sao? Gửi kèm hai thông số này thì để lại thằng này nó biết luôn à, những cái request này gửi lên là của hệ thống của mình sinh ra đấy. Bởi vì dựa vào hai thông số này thì làm sao? Tôi quét ở trong database tìm app ID và khớp app secret. Được chưa? Thì tôi mới cho ông vào, không thì ông dẹp mẹ đi. Đúng chưa? Đó, thì dẫn đến là cái gì ạ? Dẫn đến là nếu mà những cái trình duyệt hoặc ở những cái app ở bên thứ ba, ví dụ như tôi gửi cái này lên bằng Postman. Đây, đây là con Postman. Postman, tôi gửi lên thì tôi có cái app ID và app secret đúng không ạ? Có biết được cái này không? Không đúng không? Không biết mà tôi vẫn cứ cố tình tôi gửi lên. Thì thằng này nó tìm tìm app ID, app secret. À, thằng này mày gửi lên đéo có. Đúng chưa? Không có hay sao? Không có. Tao reject luôn. Reject luôn. Đây. Không có thì tao reject luôn. Không cho mày lấy cái gì hết. Bao giờ mày gửi được cho tao cái app secret, app ID thì tao nói chuyện tiếp với mày, không thột. Được chưa? Sau khi lấy được hai cái thằng này rồi, tức là nó cho phép gửi API lên rồi thì nó lại sinh ra một cái mã. Sinh ra một cái mã. À sinh ra hai cái mã hoặc là sinh ra một cái gì JSON object, nó trả về cái gì? JSON thì nó sẽ trả về là asset token. Asset token và và refresh token. Accept token và refresh token để gửi lại cho các cái thiết bị này. Dạ, gửi lại cho các thiết bị này. Xong bọn này lưu trữ lại cái đống này. Mỗi một lần sau thằng này muốn gửi request lên trên server API này, kèm theo được kèm cho này. Đã. Còn refresh token thì sao? Rất đơn giản thôi. Mỗi một lần thằng này gửi request lên thì nó sẽ được, lúc lần đầu tiên nó gửi asset token lên nhá, thì nó sẽ lưu vào một cái bảng khác của cái thằng OAuth này rồi. Và nó lưu trữ lại cái device ID của thằng này. Được chưa? Lưu trữ lại device ID hoặc là IP của thằng này rồi. Và nó sẽ cho chúng ta sẽ setup ở trong cái server này này là cho phép mỗi một cái thiết bị này gửi lên cái accept token của nó tồn tại trong vòng bao nhiêu lâu. Ví dụ tôi chỉ muốn là mỗi một thằng này gửi lên rồi tạo ra cái accept token rồi, refresh token rồi, nhưng cái thằng này này, à quên nhầm, cái này còn thêm cái expire nữa, và expire time là thời gian hết hạn của cái accept token đấy. Thì khi mà thằng này gửi lên, tôi set up cho nó là cái access token của mày chỉ tồn tại trong vòng 15 phút thôi, hoặc 30 phút thôi, hoặc là 2 tiếng, bao nhiêu tiếng thì tùy các bạn. Được chưa? Thì cái ba cái thông số này và cái IP của cái thằng này đã được lưu trữ ở trong một cái bảng khác của thằng database này rồi. Thì trong cái thời gian 2 tiếng đấy, thằng này có thể tương tác liên tục với server này, miễn làm sao nó gửi gửi access token và gửi đúng đường dẫn thì nó đều lấy được dữ liệu cả. Được chưa? Nhưng sau 2 tiếng đấy nó vẫn còn tương tác thì cái accept token này nó đã bị hết hạn. Thằng này nó cũng hoàn toàn biết được cái việc đấy. Bởi vì trước mỗi một lần gửi request lên, nó phải kiểm tra cái expire time so với thời điểm hiện tại nó đã bị quá hạn hay chưa. Các bạn hiểu hiểu không ạ? Nó phải kiểm tra mỗi một lần gửi lên, trước khi gửi nó phải kiểm tra rồi. Nó so sánh cái expire time do lúc lúc đầu thằng này nó gửi về expire time này so với thời gian hiện tại nó đã bị vượt quá chưa. Nếu mà chưa vượt quá cứ gửi request bình thường. Nếu mà bị vượt quá rồi thì sao? Thì phải gửi lên một cái đường dẫn khác. Gửi lên một cái đường dẫn khác. Gửi kèm cái refresh token này cộng với app ID cộng với app secret lên cho thằng server API này. Server API nó sẽ dựa vào cái refresh token, dựa vào app ID và app secret để nó sinh ra cái accept token mới và expire time mới trả lại cho thằng này. Thì lúc đấy thằng này sẽ nhận được cái accept token, refresh token và expire time mới lưu trữ lại và tiếp tục gửi request lên trên server API. Đấy là cái cách hoạt động của thằng OAuth.
Được chưa? Và ví dụ như tôi không rõ lắm ở bên Java nó có cái gì, nhưng mà ở bên Node.js hay là ở bên PHP ấy, thì nó nổi lên cái thằng là passport này, passport.js đây, passport.js là nó sẽ giúp chúng ta làm cái passport rất ổn, làm cái gọi là cái gì nhỉ, làm cái open OAuth này rất tốt. Và các cái từ thứ tôi vừa mới nói đến ấy, ví dụ JWT, OAuth chẳng hạn, thì những cái đấy nó chỉ dùng cho thằng nào viết server API thôi. Mà các bạn hiểu là khi nào mà chúng ta làm server API ấy, thì nó sẽ dẫn đến nó báo trước cho một điều là cái server này nó sẽ cung cấp không chỉ web view, nó chỉ không chỉ cung cấp data cho web đâu, mà nó còn cung sau này cái hệ thống của bạn nó sẽ được mở rộng ra cho các cái thiết bị di động, rồi thì cho các cái nền tảng khác để tích hợp vào, được chưa? Do đó là khi mà cái dự án của các bạn lựa chọn server API thì các bạn phải hỏi trước và hiểu trước được cái phương pháp để làm authenticate cho cái API là gì. Hỏi các cái anh leader trong nhóm ấy, xem là mình đang sử dụng cái phương thức nào, dùng JWT hay là dùng OAuth, thì các anh nói để em chuẩn bị. Được chưa? Thì lúc đấy tôi ở đây tôi chỉ mang tính chất là giới thiệu chúng ta là có những cái cách nào để bảo vệ được cái API của mình. Được chưa? Và cái nhiệm vụ của chúng ta là đã có tên rồi, thì bây giờ các bạn đi đọc đi và đi làm thử đi. Làm thử xong thì chúng ta mới sau này nó sẽ là lợi thế rất lớn cho chúng ta khi mà chúng ta đi làm việc. Bởi vì bây giờ đa phần các cái hệ thống, đặc biệt là các cái hệ thống về quản trị tức là cái trang admin ấy, của chúng ta, thì đa phần là người ta sẽ cần sự nhanh là một, và cái trải nghiệm người dùng tốt là hai, thì người ta sẽ làm trên SPA, và chúng ta sẽ phải viết API. Và thậm chí là bây giờ có rất nhiều các website, ví dụ như các cái trang báo lớn của Việt Nam cũng đang dần dần chuyển sang SPA rồi. Ví dụ như thằng không biết thằng kênh 14 chuyển sang chưa, nhưng mà tôi biết là có một thằng là thằng VN Express đã chuyển sang dùng SPA rồi. Rồi thì mấy cái thằng ví dụ như là 24 giờ hình như nó cũng chuyển rồi. Đó. Rồi các hệ thống khác, ví dụ như những cái hệ thống mà lớn lớn một chút, ví dụ như trước có những cái con web mà tôi làm, đây ví dụ như con này. Magini này chẳng hạn. Trước là tôi làm trong đội 30 người của người này, làm trong khoảng 1.5 năm. Lúc đấy vẫn chưa xong, tôi nghỉ việc rồi mới xong. Thì con này là một cái con thương mại điện tử ở Mỹ, thì hoàn toàn nó làm bằng SPA hết. Và tôi là cái đội người làm ở trong cái đội mà làm phía quản trị của con này, làm phần admin của con này. Thì toàn bộ nội dung ở phía trong thì code bằng Angular, nhưng mà đợt đấy là Angular 1 và React. Và chúng tôi phải làm hết cả API, làm hết cả phía database, cả phía code HTML, phía frontend. Đấy. Thì các bạn phải chuẩn bị. Nếu mà bạn nào có thời gian mà muốn nghiên cứu, thì nghiên cứu của tôi thằng JWT và thằng OAuth, Open Authent. OAuth chứ không phải Open Authent, nó là khái niệm khác, còn đây là OAuth. Được chưa? Thì các bạn có thể search đây, ví dụ như cái đây OAuth Java Spring MVC. Thử setup thử xem. Testing an OAuth Secure API with Spring MVC. Hoặc là JWT. Đấy. Đây. Bạn tìm cái ví dụ. Chờ chút để tôi tìm lại. Example. Yeah. Đây nó có cả thư viện có sẵn này. Chúng ta thử tìm, chúng ta hiểu, xem hiểu cái bản chất không, và chúng ta làm thử. Đây, cái này là của Spring MVC. Thử xem. Tôi chỉ cho được các bạn cái từ khóa thôi. Còn nội dung ở trong thì các bạn phải tự đi tìm kiếm và hỏi han thêm những cái người có nhiều kinh nghiệm. Ví dụ như hỏi thầy Huy, hỏi thầy Việt, hỏi thầy Hưng xem là các thầy đã làm chưa. Có những người là chưa làm bao giờ đâu, bởi vì có những cái thầy là nghỉ việc đi dạy, nghỉ việc và chuyển sang đi dạy từ rất lâu rồi, thì cái thời gian mà họ nghỉ việc ấy, có thể là 10 năm trước,
thì lúc đấy những cái công nghệ này nó chưa phát triển, và thậm chí họ 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 chưa từng làm cái OAuth bao giờ luôn ấy, thì họ cũng không biết được cái việc đấy, các bạn không trách được, được chưa? Nhưng mà tốt nhất là nên hỏi trước và làm thử trước trên cái con, tức là chúng ta tự làm API và tự làm React, tự làm Angular để lấy được dữ liệu của API kia, bằng cách mà chúng ta dựng hết tất cả mọi thứ từ đầu, thì cái đấy nó rất là có lợi cho các bạn. Còn cái logic của chúng ta với cái việc bảo vệ bảo mật cái API ấy, thì tôi nói rồi, nó có hai cách. Thì hiện tại là có hai cách là sử dụng OAuth và sử dụng JWT, là hai cách hiện tại là đang, theo tôi biết là nó đang là ổn nhất. Có cái loại thứ ba hay không thì tôi cũng không rõ, cái đấy tôi phải đi tìm kiếm thêm. Được chưa? Có ai thắc mắc gì về phần này không? Ngủ mẹ hết rồi. Mới sơ sơ không đủ kiến thức để mà thắc mắc. Thì thật thật ra là tôi cũng chỉ muốn là giới thiệu cho các bạn là có những cái cách nào thôi, chứ bây giờ nếu mà để các bạn hiểu được á thì phải làm thật cơ. Mà thật ra là ví dụ như trước tôi có làm với lại mấy thằng cu trường mình, trước tôi có mở công ty làm về lập trình mà, thì làm với mấy đứa nó, thì tôi cũng bảo thằng khá nhất ở trong cái đội đấy, nó mày nghiên cứu cho anh cái OAuth ở trong PHP, đặc biệt là trong Laravel nó có cái cơ chế đấy, thì mày làm cho anh một cái ví dụ. Thì các bạn biết là nó phải mất, nó là một thằng khá nhé, và bây giờ nó cũng đang làm cho trường mình, thì nó mất độ khoảng 2 tuần để cài cắm và bắt đầu hiểu được cái logic của thằng OAuth đó. 2 tuần mà bảo bây giờ để làm được ví dụ để cho các bạn hình dung ra được cái OAuth này trong 1 2 buổi nó hơi khó đó. Do đó là chúng ta chỉ cần biết tên và về nghiên cứu dần dần, chúng ta có thể xem YouTube, xem các cái kênh khác nhau để chúng ta search thử xem có được không. Thầy bị phá sản à thầy? Hả? Bị phá sản. Công ty của thầy phá sản à? Mày lại chơi đồ rồi. Phá sản thật mà, được chưa? Rồi, ok. Cái buổi hôm nay chúng ta chỉ tâm sự về cái kỹ thuật một chút thế thôi. Các bạn có thời gian này ngâm cứu thêm. Buổi sau Đạo chuẩn bị cho tôi, Đạo và Cường đúng không? Đạo và Cường Béo chuẩn bị cho tôi nội dung về đa ngôn ngữ nha. Không biết Vâng làm nghỉ học là trừ 3 điểm assignment đi nha. em đã làm được ra ngôn ngữ đâu rồi Thế mày làm được cái gì? chưa em đang đang tìm hiểu ra ngôn ngữ. Không biết, tóm lại là mỗi thằng sẽ phải, nếu bằng hai thằng không không trình bày được, ví dụ Đạo tìm hiểu được cái gì nói trước, Cường tìm hiểu được cái gì nói sau, nếu mà hai thằng không 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 có cái gì để nói thì mỗi thằng trừ 3 điểm. Người thế thì toàn Cường Béo có thể tìm hiểu cái phần khác mà, hiểu không Cường? Đâu rồi, vâng ạ. em có thể tìm hiểu một cái phần lý thuyết khác, ví dụ như tôi rất thích các em tìm hiểu cái phần này. Đây, em có thể tìm hiểu thêm cái phần này cho tôi. Angular 2, cái gì nhỉ, Service Interact. Đây, phần này. Đây, Cường đọc cho tôi cái phần này nhé. Đúng rồi. Đúng Béo, đúng rồi. Vâng ạ. Có biết là cái gì không? Đã một vâng. Cái này cực kỳ hay luôn. Là như này. Chúng ta có hai component khác nhau. Được chưa? Hai component khác nhau, thậm chí không cùng cha luôn. Nó có thể truyền được dữ liệu cho nhau. Cái việc đấy nó áp dụng cho khi nào? Các bạn có cài cái app MP3 không? MP3 Zing ấy. Đó, Ok. Bây giờ các bạn đang nghe nhạc, đang nghe một bài nhạc, các bạn sẽ thấy là ở ở phía phía dưới của nó, ví dụ như ở đây tôi vào MP3 này. Thế nhá, tôi nghe thử một bài. Tất nhiên là tôi sẽ tắt tắt cái nhạc của nó đi. có bản quyền nữa thầy ạ. Liên quan gì? Tôi có kiếm tiền từ Facebook và YouTube đâu mà không phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Đây, ví dụ như tôi nghe cái này. Vậy tôi phát tất cả này.
đâu nhỉ? Đây các bạn sẽ thấy là nó đang phát nhạc ở phía dưới này đúng không? Có nhìn thấy màn hình của tôi không? Có. Rồi nha, bây giờ tôi sang phần khác. Đây là màn hình khác rồi đúng không? Có màn hình khác rồi đúng không? Nó vẫn chạy. Thấy không? Tại sao lại làm được cái việc này? Đúng không? Sinh viên trường mình đã có những bạn làm được như này rồi. Và các bạn ấy cũng làm về hệ thống về nghe nhạc và xem phim. Thì cái thằng mà tôi vừa gửi cho Cường ấy, cái thằng Interaction Between Component Using Service ấy, cái thằng đấy nó là giải quyết cho cái việc vừa rồi. Tức là em tạo ra một cái phần chia sẻ dữ liệu chung giữa các cái component với nhau. Được chưa? Cường nghiên cứu thử về cái phần đấy nhá. Đâu rồi? Vâng ạ. Rồi, buổi sau sẽ Đạo làm trước, Cường làm sau. Nếu mà Đạo làm hết 2 tiếng rồi thì cộng điểm cho Đạo. Sau đó buổi sau nữa đến Cường. Được chưa? Nhá. Rồi, hôm nay chúng ta vậy thôi. Để tôi sẽ điểm danh. Danh rồi ơi. Tôi cũng phải đi họp bây giờ đấy. Nhớ làm bài nộp bài và chuẩn bị thi nhá. Đến đầu tháng sau chúng ta sẽ thi đấy. Rồi, Thân Văn Hoàng. Không có này, Ngọc Tiệp. Ngọc Tiệp, Hoài Nam, ok này. Trần Văn Đức. Phan Văn Quang. Vũ Quang Huy. Đinh Văn Quang, Trần Quang Đạo này, Hà Phương Nam này, Hoàng Minh Hải, rồi Xuân Bình, Văn Trinh, Phạm Văn Nghĩa, Lê Công Anh, không có luôn này, Đức Trung. Nghĩa Duy là thằng nào? Thằng này à? Rồi. Đức Trung có không? Hải Minh này, ok này. Tiến Huy. Nguyễn Đức Văn Tú. Vũ Hồng Quân. Như Quang. Phạm Long Nhật. Ích Tài. Hoàng Quân, Văn Hoàn, Hùng Cường có, Việt Anh, Trung Hiếu, Đức Quân, Thành Long, ok này, Mạnh Cường, Phương đâu, đi đâu rồi? Thế Hùng Cường có, em chắc không kịp ạ. Rồi. Thế Hùng Cường có đấy. Đây. Ngay trên ạ. Thế đi. Rồi, Phương có không? Không có luôn mà. Rồi, ok. Còn ai chưa điểm danh không nhỉ? Thế nào vào vừa rồi đi. Tài. Cái gì mà có em ạ? Sao bây giờ mới vào? Ai nghỉ thì có lên nhá. Rồi, ok. Nay chúng ta chỉ dừng lại đây thôi. Về các bạn chuẩn bị lại bài và chuẩn bị các cái nội dung mà tôi đã dặn đi. Có thời gian để tìm hiểu cái JWT dễ hơn. Rồi, ok. Chúng ta hôm nay vậy thôi. Nghỉ nhá.